nàng như một đóa. Chưa từng có một nghệ sĩ nào lại gây ồn ào như Trấn Thành. Trong vòng 3 năm trở lại đây, quá nhiều tai tiếng đã bủa vây chàng trai 30 tuổi này. Dù có làm bất cứ điều gì, Trấn Thành cũng vướng đến scandal. Và sau nhiều lần làm dư luận dậy sóng, Trấn Thành lại phải nhận lệnh cấm từ phía đài truyền hình Vĩnh Long. Không phải ngẫu nhiên mà các đài truyền hình đồng loạt tẩy chay một nghệ sĩ hài đình đám, hoặc là vô tình hoặc cố ý. Trấn Thành đã nhiều lần thách thức sự chịu đựng của khán giả, và trong những lần như thế này, trường hợp nào thì Trấn Thành cũng vạ miệng, nói ra những lời và làm những điều mà không ai mong chờ. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn. Với cái tôi quá cao, Trấn Thành thường xuyên có những lần cãi nhau với các đồng nghiệp trên sóng truyền hình. Đỉnh điểm của sự chỉ trích là khi chồng của Harry Won ăn miếng trả miếng cùng với Đức Hải ở chương trình Cười Xuyên Việt. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trấn Thành và Đức Hải cùng tranh luận về tiểu phẩm mang tên Làm Miếng của các thí sinh La Thành, Diệu Nhi. Đức Hải cho rằng tiểu phẩm này có những tình tiết rất thông minh, nhưng vì diễn xuất của Diệu Nhi quá giỏi khiến cho La Thành bị đuối đi một chút. Đáp trả lại lời nhận xét này, Trấn Thành cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm ngược lại. Anh không phủ nhận sự xuất sắc của Diệu Nhi, mặt khác lại khẳng định La Thành không hề bị dìm, mà cả hai đều có một sự kết hợp ăn khớp. Phần nhận xét của ban giám khảo bắt đầu trở nên căng thẳng khi nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã đưa ra lời khuyên cho các diễn viên trẻ rằng họ cần tập luyện với nhau trước, nhìn về phía bạn diễn của mình để có sự tài hòa, cân đối trong một tiểu phẩm. Trong khi đó, với Trấn Thành, anh nghĩ rằng hài hòa là điều cần thiết, nhưng không thể vì vậy mà bắt các diễn viên phải ghim xuống, không thể hiện được hết sức của mình. Tức giận với Trấn Thành, Đức Hải đã nói, chúng tôi phân tích và trò chuyện với các bạn bằng kinh nghiệm của những người đi trước hàng 30 năm, đó là kinh nghiệm để các bạn lắng nghe và suy ngẫm. Không chịu thua đàn anh, Trấn Thành cũng đã lên tiếng đáp trả bằng bức tâm thư đăng tải trên Facebook. Trong đó Trấn Thành viết rằng, thật ra thì Trấn Thành chẳng có gì cả trên trái đất này, nên đừng ai nghĩ là tôi ngạo mạn. Tôi chẳng hơn ai đâu nên tôi không xem thường ai cả. Tôi chỉ là một kẻ trẻ tuổi, dám nói lên chủ kiến của mình mà thôi. Mà đứa nhỏ nào càng thẳng thắn thì đứa đó càng bị ghét. Khán giả nào hiểu, em rất cảm ơn. Ai không thương, em đành phải chịu. Bên em đời tôi nhớ mong cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tôi. Đầu năm 2016, Trấn Thành lại một lần nữa gây xôn xao dư luận vì tiết mục hài kịch cải biên từ vở cải lương kinh điển Tô Ánh Nguyệt. Trong một đoạn clip ra nước ngoài biểu diễn, Trấn Thành, Anh Đức, Ngọc Giàu đã trình diễn vở hài mang tên Tô Ánh Nguyệt Remix trước khán giả hải ngoại. Ngoài việc sử dụng chất liệu là những tình huống trong vở cải lương gốc, Trấn Thành còn biến tấu một số chi tiết để nó trở nên hài hước hơn. Nhưng do làm không khéo léo, vở hài kịch đã bị biến thành nồi lẩu thập cẩm của nhiều câu thoại, hành động phản cảm. Trên sân khấu hải ngoại, Trấn Thành và các đồng nghiệp đã vô tư gọi nhau là chó. Không những vậy, Trấn Thành còn biến tiếng chửi thề và những hành động dung tục thành chiêu trò gây cười. Xem qua tiết mục này, nhiều khán giả đã thể hiện sự bức xúc. Dư luận chỉ trích Trấn Thành nhiều đến mức khiến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhảy vào cuộc. Sau khi xem xét đánh giá tác động kỹ càng, cơ quan chức năng đã quyết định phạt Trấn Thành 32,5 triệu đồng. Cùng với đó, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bày tỏ sự bất bình với cách diễn hài của nghệ sĩ 30 tuổi này. Nói về vụ ồn ào này, Trấn Thành cho biết, tôi muốn khôi phục, làm cho cải lương sống lại, tuy nhiên chưa kịp làm điều đó và tôi đã bị phản ứng như vậy thì thực sự tôi rất nhát tay. Tôi sợ mình có lại làm sai sót gì rồi lại bị như thế này một lần nữa trong đời. Nghệ sĩ trung quy cũng mong muốn làm nghệ thuật phục vụ khán giả, mấy ai lại muốn nhận phải những chỉ trích như vậy, tại sao cái lòng mình muốn khôi phục cải lương thì mình phải nhận về những chỉ trích nặng nề. Có thể là tôi sai, nhưng nó xuất phát từ một cái tâm tốt, chứ không phải tôi muốn đem cải lương ra để bôi nhọ. Từ năm 2015 đến nay, Trấn Thành đã 3 mùa ngồi ghế nóng của chương trình Thách Thức Danh Hài. 2 mùa đầu tiên anh ngồi cùng Việt Hương và mùa thứ 3 ngồi cùng với Trường Giang. So với 2 vị giám khảo còn lại, Trấn Thành là người cười dễ dãi, dễ dàng hơn. Vì format chương trình yêu cầu chỉ cần làm cho ban giám khảo bật cười thì thí sinh đã có giải thưởng mang về, nên rất nhiều người chơi tay ngang đã tìm đến Thách Thức Danh Hài.
trong đó Lệ Rơi và Hot Boy Trà Sữa Tấn Lợi đã gây ra nhiều tranh cãi nhất. Ở thách thức danh hài mùa đầu tiên, Lệ Rơi nhận được giải thưởng là 40 triệu đồng vì chọc cười Trấn Thành thành công. Ở thách thức danh hài mùa 3, Tấn Lợi mang về đến 250 triệu đồng khi làm cho Trấn Thành cười sặc sụa cả ở vòng thi bình thường lẫn vòng gala. Nhiều khán giả cho rằng việc Trấn Thành cười quá dễ dãi trước phần thi của các thí sinh là không thỏa đáng. Bởi có những tiết mục khán giả chẳng thấy buồn cười gì mà có cảm giác phản cảm. Việc này đã làm dấy lên những chỉ trích Trấn Thành xem chiếc ghế nóng thách thức danh hài là trò đùa. Một số khán giả còn cho rằng nam ca sĩ coi thường người xem vì những nụ cười dễ dãi đó. Khi ra lệnh cấm Trấn Thành xuất hiện trên đài Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long cũng cho biết một trong những nguyên nhân khiến nhà đài cấm cửa Trấn Thành chính là vì câu nói nếu khán giả thấy nam MC diễn hài nhảm nhí này thì hãy tắt TV. Ông Lê Quang Nguyên chia sẻ, với câu phỏng vấn trên báo các bạn thấy cái nào nhảm nhí thì nên tắt TV, tôi cho rằng phong cách nói năng và phỏng vấn với nhà báo Nguyên Câu thì hơi bị nặng. Có thể nói đó là một quá trình trượt dài của Trấn Thành nên xem lại bản thân mình chút. Với tư cách là người làm truyền hình thì tôi cho rằng tác phẩm phục vụ người dân phải có giá trị nhân văn. Tôi không lấy lý do là writing hay khán giả mà để hài nhảm nhí xuất hiện, dù làm chương trình thì đồng tiền cũng không thể lấn lướt. Có thể lượng người xem giảm nhưng cần chấn chỉnh để tác phẩm sạch và văn minh, đó là đường đi của đài truyền hình Vĩnh Long. Mọi rắc rối bắt đầu từ khi Trấn Thành tham gia một buổi phỏng vấn với báo giới vào tháng 3 năm 2017. Trước nhiều thắc mắc được đưa ra xoay quanh thực trạng game show hiện nay, Trấn Thành cho biết không đồng tình với những người nói game show hài ngày một rẻ tiền. Trấn Thành nói, chúng ta đang với đũa cả nắm, game show hài dạo này xuống cấp tôi đồng ý. Nhưng bản chất của chúng không rẻ tiền và nhảm nhí. Bây giờ ai cũng có TV, vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí hãy tắt TV, còn các chương trình nào đầu tư về kịch mục hãy đón nhận. Vì chia sẻ này, Trấn Thành đã bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng Trấn Thành đã không khéo léo khi đưa ra câu trả lời có tính thách thức dư luận. Và cũng chính vì điều này mới dẫn đến giọt nước tràn ly, làm anh bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa không cho lên sóng. Trong tay nồng say sưa.